cái chuyện UFO cho tụi con nghe. Cái đó là tương lai rất là quan trọng mà không biết nhiều, không biết sinh hoạt người lai tới được. Tại vì mình nói UFO mình không chưa bao giờ thấy, mình muốn biết UFO là như thế nào. Trời ơi, tôi nghĩ cái cẳng của anh đó mà đá banh đó là hơn giữa cô, tại cái tướng của nó đi á, anh lừa qua cái là anh xuất chuột không thành rồi. Mai mốt là nó sẽ có 12 thằng, mình 12 thằng đá banh. Nhưng mà anh nghĩ là mấy cầu thủ của mình đã ăn nó hay là nó sẽ ăn mình à? Nó sẽ thắng mình. Sao vậy? Sao anh biết nó sẽ thắng mình? Chưa đánh mà anh đã thua nó rồi. Không, tại mình phải lượng sức mình mới được, biết người biết ta. Đã nói vô sân banh, cứ nghe là hổng chơi thành thông. Tại vì nhớ bộ nó cũng như là nó có thành thông nha. Nó ảnh hưởng mình được, tại con người của mình nó có luồng điện, nó là điện thì nó làm cho mình mắc điện rồi, cái chân mình bẹ liền á. Nhưng mà khi vô sân banh là phải chơi công bằng. Ok, ở hành tinh của mày không cần biết mày tu luyện cỡ nào, mày giỏi cỡ nào, nhưng mà trái đất đá banh là theo lực của sân banh, nó sẽ thua chắc. Là tại vì con người của mình á rất là ngu ngô hơn tụi nó. Tại vì mình nhém đây cái mình lừa cái banh đây rồi, nó không có, nó ngó đây thì nó phải lừa đây thì nó sẽ thua. Còn mấy con hữu mình nhá cái đầu dẻ qua cái là đội đầu đó là vô rồi, nó không biết đội đầu, cái đầu nó trên đội cái banh chật lắm. Nó giỡn chứ có một lần cách đây chừng 3 tháng ở trên trời mấy gì trên nói người dứa vô á hiện giờ nó phải canh, nếu mà không có thằng dứa vô hả, thằng Putin hôm nay á, anh nghĩ á là trong mấy cái luật mà của ông bà tổ tiên mình hay nói á, là đừng có đụng tới cái thằng liều á, tức là mấy cái ngu mà mình né đó, là trong đó có Putin là liều phải không? Anh nghĩ nó có dám bấm cái cặp tác của nó không? Dạ. À là mình nhờn dứa vô á, nó đang chạy nó mày bấm lên đi. Vừa bắt đầu mở cái dàn phóng ra là nó nẻ xuống ngay chỗ đó liền á. Chứ không phải là mình có bom nguyên tử là mình muốn hù ai, là mình hù cho vui thôi. Là dứa vô á là một trong những anh em của mình. Trong tam thiên đệ thiên thế giới của chư Phật mấy trong kinh á, đó là thật. Và những người dứa vô họ sống 700 tuổi. Một cái thành tinh mà kiệt biết được mấy gì dạy á là nó có 22 tỷ người. Trong cái hành tinh đó đó, họ không có chia nhiều quốc gia như mình. Họ cùng một tiếng nói và cùng một leadership, một người lãnh đạo. Cái người lãnh đạo đó đó cũng là con của Thượng Đế, là anh của Kiệt. Mấy vị nói có nghĩa là mang hình là giúp ô, nhưng mà thật sự cũng học Phật. Cho nên giúp ô đó, họ biết mà thiền. Ở ngoài kia cũng giống như lớp học từ lớp 1 tới đại học. Ở ngoài những cái thành tinh 3.000 thành tinh kia nó cũng giống như mấy trăm quốc gia của mình. Từ những nước phi châu nghèo khổ cho tới những nước giàu có như Anh, Pháp. Để mà phân biệt ra những cái người nào có phước thì qua Âu Châu, người nào mất phước thì xuống Nam Mỹ hay là phi châu. Thì những hành tinh kia đó, chúng ta ngồi ở đây hôm nay, ngày mai chúng ta cũng có thể đầu thai vô những hành tinh đó, đó. Nhưng ngược lại những hành tinh đó đầu thai vô chúng ta đó thì họ cũng phải giống như người chúng ta. Đó là thằng Alon, nó là người hành tinh đó. Bên trong của nó là người hành tinh đó, cái não của nó. Cũng giống như bây giờ trong chúng ta có những người có điểm và những người khác thường, người thường đúng không? Ở đây có một vài người cũng là mình nữa đó à. À, mình cũng là người thành tinh, cứ cho người thành tinh đi khỏi bị chửi. Chứ còn nói thiên tử rồi này nọ dễ bị chửi lắm. Tôi là người alien. Thì khi họ qua trái đất này, mục đích họ qua trái đất để làm gì? Họ có thể tiêu diệt của mình trong vòng 7 ngày là không còn 8 tỷ người chết hết. Họ làm được.
ở trên nói là có thiệt. Và tại sao họ phải bảo hộ mình? Từ những thời xa xưa, thời Maya hay là thời của Ai Cập, những thời kim tự tháp, những thời người xưa của nhân loại của mình á, cứ cho người thành tinh là God không à. Họ không phải là God mà họ có cái technology cao, đời sống họ cao. Còn trái đất mình á, nó vô thường lắm. Con người mình đang là sống vô thường, chết sống rất là dạ, là lẹ. Bụt gái 2 năm Covid là mấy triệu người, 7-8 triệu người chết. Atlantis đụng cái sụp mất tiêu chết hết. Đó, thấy vô thường. Tại sao phải vô thường? Tại sao tất cả các chư Phật phải đầu thai vô quả địa cầu này mới thành Phật được? Tại vì con người là một con người rất là tinh vi, rất là ác, nhưng cũng rất là hiền. Nếu mình chọn cái hiền, mình gặp được đúng thiện chính thức, thì khi mang thân người, con kiến cắn cũng đau, ung thư cũng chết, đang giàu có rầm rầm, rồi ngày mai khám bệnh cũng chết. Thì chỉ có con người tu mới thành Phật dễ. Người dứa cô họ qua bên mình là vì họ có đời sống lâu dài, họ không có nhiều cái khổ. Tất cả họ không có bị Covid, họ không bị bệnh cảm, họ không có bị ung thư gì hết, là vì họ sống lâu quá và họ đoàn kết. Cái trái đất này nó không có đoàn kết, quốc gia cũng khó có đoàn kết với nhau. Ở nước Mỹ này nè, Mỹ đen Mỹ trắng, nước Việt mình á, thằng Pháp nó chia ra 3 tiếng nói thôi là mình cũng kỳ thị 3 miền rồi. Thì đó là lý do tại sao mình phải tu. Người thành tinh ở đây á, họ ở hàng triệu năm về trước, chứ không phải mới ngày hôm nay. Họ chỉ xuất hiện ngày hôm nay là vì họ muốn đưa nhân loại, sau khi là mình ganh tị lẫn nhau, mình ghét lẫn nhau như Nga, Mỹ, Tàu rồi đó, hết cái thời đại này á, họ sẽ là người dạy cho mình những cái technology rất là cao siêu, và họ là người sẽ đưa chúng ta đi du lịch những cái hành tinh khác rất là dễ dàng trong tương lai.